Lan Lan xin chào tất cả quý vị thính giả đến nghe chuyện trên kênh Ngôn Tuần Risto. Và bây giờ chúng tôi đến với tập 194 của chuyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Ánh mắt thanh niên khẽ nghiêng, Lão Diệp, ông biết tên này sẽ dùng cách gì không? Lão Diệp sau lưng gã cười lắc đầu. Cậu chủ, kẻ này đang phô trương thanh thế thôi. Giết 32 tên cảnh giới vực chủ trong nháy mắt là khái niệm gì? Tương đương với một kích toàn lực của Lão Phu. Cậu chủ không cần suy nghĩ nhiều về loại người này. Thanh niên cười gật đầu. Cũng đúng là tôi nghĩ nhiều rồi. Trên quảng trường, Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn xung quanh, anh nở nụ cười bình tĩnh. Không tin à, các người thử ra tay xem, tốt nhất là đồng loạt ra tay, để cho tôi có cơ hội giết trong trước mắt, tuyệt đối đừng nên đến từng người một. Khuôn mặt Hoàng Phủ Trấn trở nên dữ tợn. Thằng khốn kiếp này đang cố ý khiêu khích chúng ta đấy. Thằng kia, mày cho rằng chỉ với mấy câu của mày là có thể dọa được chúng ta ư? Sát ý trong mắt của Lục Thanh Sơn bùng cháy, quỷ khí sau lưng Bùi Vân Hải trở nên âm trầm. Đừng bị cậu ta lừa, cậu ta bảo chúng ta ra tay đồng loạt, đừng đánh từng người một, chính là để kích thích chúng ta, để từng người một chúng ta lên. Bạch Thiên Cơ cười đầy nghiền ngẫm. Nếu mày đã muốn để chúng ta cùng nhau lên, vậy chúng ta sẽ thỏa mãn mày. Giết, giết, giết. Chỉ trong chớp mắt, 32 cảnh giới vực chủ đồng loạt ra tay. Một cỗ khí thế như sao băng va chạm trái đất nghiền ép xuống. Cho dù là vực chủ, bị 32 vực chủ khác đồng thời công kích cũng sẽ chết ngay tại chỗ, đến cặn bã cũng không còn. Diệp Bắc Minh chỉ là một người cảnh giới thần vương chủ, cho dù có Nghịch Thiên cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa sân, Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trên quảng trường đều không nhịn được mà cười ra tiếng. Ha ha ha, chỉ như vậy ư? Chẳng phải nó muốn giết chết 32 cảnh giới vực chủ trong nháy mắt hay sao? Giết đi xem nào, sao còn lại bị dọa đến nhắm tịt mắt lại thế? Thằng chó kia, mày nhắm mắt lại chờ chết ư? Ha 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 ha, tiếng cười vang lên liên tiếp. Hết đợt này đến đợt khác, cực kỳ hài hước. Sắc mặt Vương Trùng Hư vốn ngưng trọng, trong nháy mắt chợt thả lỏng. Hừ, dạ thần giả quỷ. Chỗ tối, thằng kia niên kia khinh thường cười một tiếng. Ha ha, xem ra thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi. Lão Diệp cười không nói. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành càng ngày càng nghiêm nghị. Tiểu sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Trấn và Lục Thanh Sơn của tám gia tộc thần huyết lớn chỉ còn cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Hoàng Phủ Trấn cười như điên. Ha ha ha, thằng khốn này, sao mà lại nhắm mắt lại ư? Chẳng phải mình rất ngông cuồng sao? Lục Thanh Sơn cầm một thần đao màu đen trong tay, trực tiếp chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Thằng chó, năm đó chúng ta có thể giết chết Diệp Phá Thiên, thì hôm nay cũng có thể giết được mày. Sau khi mày chết, toàn bộ hoa tộc sẽ hủy diệt theo mày. Chúng ta không cho chúng mày có bất cứ cơ hội nào nữa. Chết đi, giết. 30 cảnh giới phục chủ còn lại đồng thời lao tới. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt. Theo cảnh khôn chấn ngục, bộc phát sức mạnh cho tôi. Phần thiên chi nộ, gào rống. Bốn tiếng rồng gầm đồng thời vang lên. Bù, một luồng nhiệt nóng bỏng ập tới, như núi lửa bộc phát. Sóng nhiệt kinh khủng khiến mọi người đồng loạt lùi lại. Bên tai chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của những cảnh giới vực chủ kia. Hoành phủ trấn rít gào, lồng ngực bị lửa nóng thiêu đốt. A, đây là vật gì? Đôi mắt Lục Thanh Sơn điên cuồng co rụt lại, cánh tay bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện đốt thẳng tro bụi. Bùi Vân Hải phát ra tiếng kêu hoảng sợ như ác quỷ. Không, dị hỏa, đây chính là dị hỏa. Không, không. Những tiếng kêu gào vô tận, toàn bộ 32 tên cảnh giới vực chủ hóa thành tro tàn. Một cơn gió lớn thổi qua, cho cốt tiêu tán, toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn mình Diệp Bắc Minh cầm thần ma liêm đao trong tay đứng đó. Làm sao có thể? Thân thể Vương Chủng Hư run nhẹ nhẹ, hoàn toàn cứng nhắc. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, còn có ai muốn giết tôi không? Mọi người sôi nổi cúi đầu, không ai dám trả lời anh. Chỗ tối, đôi mắt của người thanh niên kia khẽ co rụt lại, xa sầm mặt. Dị hỏa ư? Tên này, Lã Diệp cũng cực kỳ chấn động, hai mắt xài đua trường lớn, vô cùng ngoài ý muốn. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, hơi thở hổn hển, ánh mắt Diệp Bắc Minh xoay chuyển rơi xuống người Vương Trùng Hư. Ảnh thuấn, ăn bước lên đỉnh cột sắt cao trăm mét. Phù văn trên cột sắt có thể ngăn cắt hơi thở, lại không thể ngăn cản Diệp Bắc Minh đi lên. Vương Trùng Hư bị dọa đến hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Kiếm Đoạn Long và kiếm Cảnh Khôn Trấn Ngục trong tay lão tà đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười đầy lạnh lẽo, trở về. View view, kiếm Đoạn Long và kiếm Cảnh Khôn Trấn Ngục sớm đã nhận chủ,
Chúng bay thẳng đến bên người Diệp Bắc Minh. Vương Trùng Hư hoàn toàn luống cuống. Trong lòng lão ta chỉ còn một suy nghĩ. Dậy, lão ta quay người, hóa thành một bóng đen, lao về phía chỗ sâu trong Vân Tiêu Tông. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Làm tổn thương sư tỷ tôi xong còn muốn chạy ư? Ăn đuổi theo. Bầu trời chợt truyền đến một tiếng rồng gầm. Rống! A! Vương Trùng Hư kêu lên đau đớn. Diệp Bắc Minh đạp một chân thật mạnh. Một tiếng bịch lớn ẩm vang. Vương Trùng Hư rơi từ trên không trung, nện xuống mặt đất. Lão tà cầu xin tha thứ như con chó chết. Ăn Diệp, tôi biết sai rồi. Cầu xin cậu tha cho tôi. Tôi sẵn lòng làm người hầu của cậu giống như lão cổ kiếm thần. Bịch 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 bịch. Vương Trùng Hư không sinh ra bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào, điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh liên tiếp giết 32 cảnh giới vực chủ, đã hoàn toàn dọa phá gan lão tà. Phụt, kiếm đoạn long đánh úp lại, ăn chặt đứt chân tay Vương Trùng Hư. Phế bỏ gân tay gân chân của bách sư tỷ tôi ư. Phụt, kiếm thứ hai đánh xuyên qua đan điền của Vương Trùng Hư, phế đi đan điền của bách sư tỷ tôi ư. Vù, ăn duỗi tay bóp chặt trái tim của Vương Trùng Hư, ép ra tinh huyết của lão tà, khiến bách sư tỷ của tôi bạc đầu trong một đêm sao. Tất cả người nhà họ Vương ông đều đáng chết. Máu tươi thiêu đốt, huyết mạch trú sát. Trong ngọn lửa, từng hình ảnh hiện lên. Đủ loại dòng chứng của nhà họ Vương kêu lên thảm thiết. Tất cả đều bị thiêu sống. Mày, sao mày có thể đối xử với nhà họ Vương tao như vậy? Hai mắt Vương Trùng Hư chảy ra máu tươi. Cơn tức giận khiến đầu lão ta lập tức bạc trắng. Diệp Bắc Minh sẫm nét đầu Vương Trùng Hư. Dám tổn thương đến sư tỷ của tôi sẽ có kết cục này. Diệt tộc. Sát thần. Cô ta từng nói mình có biệt hiệu là sát thần. Ừng ực. Sát thần, người cũng như tên. Tất cả mọi người chấn động suy nghĩ. Toàn bộ Vân Tiêu Tông lập vào sự yên tĩnh như chết. Thời gian như thể ấn nút dừng lại. Đột nhiên một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Tên kia, tôi muốn thanh kiếm đó. Tôi cũng muốn dị hỏa trên người cậu. Ra chúng ra, cậu có thể dẫn sư tỷ của mình cút đi. Người nào đang nói chuyện? Trong lòng mọi người run lên. Sơ mà còn dám gây chuyện với sát thần này sao? Tất cả đồng loạt quay đầu, chợt thấy một thanh niên đứng thẳng trên không trung, sau lưng có một lão xài mặc hoài phục cung kính đi theo. Giọng nói của thép cảnh khôn chấn ngục ngưng trọng, cảnh giới giới vương. Một giây sau, một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trên quảng trường. Tất cả những người tu võ đều sửng sốt, ai ai cũng bị vẻ ngoài của cô gái này hấp dẫn. Đẹp, quá đẹp, là một sắc đẹp khiến cho người ta hít thở không thông. Đại sư tỷ, Bắc Minh cực kỳ kích động, hoàn toàn bỏ qua thanh niên kia. Đại sư tỷ, sao chị lại tới đây? Vẻ khiếp sợ trên gương mặt tươi tắn của Lạc Hân Thần còn chưa tan đi. Tiểu sư đệ, chị vẫn luôn ở đây. Cô ấy bước đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, mùi thơm cơ thể của sử nữ ập vào mặt. Trong tay Lạc Hân Thần xuất hiện một viên đan dược. Tiểu sư đệ, mau cho bác sư muội ăn viên đan dược này vào. Vâng, Diệp Bắc Minh không hề do dự, ăn đặt Lục Tuyết Kỳ xuống đất, đút cho cô ăn viên đan dược đó. Vết thương của Lục Tuyết Kỳ hồi phục bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đại sư tỷ, đan dược này có hiệu quả tốt như vậy sao? Thương thế trên người Lục Tuyết Kỳ khỏi được 7-8 phần. Mái tóc bạc trắng cũng nháy mắt biến thành đen. Ngoài việc cô ấy vẫn còn hơi tiểu tụy ra, gần như đã khỏi hoàn toàn. Lạc Huynh Thần nở nụ cười xinh đẹp. Đây là đan dược của thánh tộc, tên là Cổ Chuyển Bất Diệt Đan. Nhìn thấy nụ cười của Lạc Huynh Thần, trên trán thanh niên kia nổi lên cơn xanh, trong lòng dâng lên lòng ghen ghét. Lạc Huynh Thần chưa từng cười với gã, cộng thêm việc từ Bắc Minh không nhìn gã càng khiến cho gã tức giận. Tôi đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy sao? Diệp Bắc Minh phun ra một chữ cút. Khuôn mặt thanh niên đó kiềm nén đến mức đỏ bừng, đột nhiên hét to. Thằng kia, mày thật sự không biết mình có mấy cân mấy lạng đúng không? Quỳ xuống cho bản công tử. Đạp một bước lên trời, quăng một cái tát về phía Diệp Bắc Minh. Rống, tiếng rồng gầm chợt vang lên, có khí thế rồng bay lên 9 tầng mây. Đây là khoảng trường tràn ngập chấn động, trong mắt ai nấy cũng như muốn rớt ra ngoài. Mấy lão già càng là hít sâu một hơi. Trời ạ, Long Tức, thanh niên này lại có thể mở ra Long Tức sao? Gã ta còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể chứ? Hơi thở của gã cũng mới cảnh giới thần đế, thế mà còn kinh khủng hơn cả cảnh giới phục chủ mấy phần ư? Dựa vào lực lượng của Long Tức nghiền nhát vượt cảnh giới sao? Ai ai cũng khiếp sợ. Nhìn chằm chọc vào thanh niên kia, sau lưng gã, xương sống tỏa ra ánh sáng, y như trên lưng đeo một đầu chân long. Diệp Bắc Minh âm thầm buồn cười. Người này mở ra Long Tức mà mới chỉ có một chân long, mà trong cơ thể của anh có đến 4. Giờ phút này, thanh niên xuất hiện trên không trung phía trên Diệp Bắc Minh,
âm mầm nghiền áp xuống. Giọng điệu của Diêu Bắc Minh hờ hững: "Ta bảo mày cút đi!" Anh trở tay tát một cái, rét một tiếng vang giòn, thanh niên kia bị quất bay ra ngoài. Vèo! Diêu Bắc Minh bước ra một bước, bắt lấy bả vai của người này, hung hăng ném xuống đất. Tiếng ầm lớn vang lên, gạch đá nổ tung. Một giây sau, anh dẫm một chân lên đầu gã, trông gã chẳng khác gì một con chó chết dưới chân Diệp Bắc Minh. Lão Diệp giật nảy mình: "Cô chủ!" "A!" Mặt mũi gã tràn đầy máu tươi, khuôn mặt đỏ bừng, gã thét trong điên cuồng: "Thằng chó hoang, mày dám làm như vậy với tao? Mày biết tao là ai không? Bố mày đến từ nhà họ Hàn tại Thán Vực, tao muốn giết toàn bộ." Sát ý của Diệp Bắc Minh ngưng tụ, bỗng dẫm chân thật mạnh xuống. Ngay khi anh vừa nhấc chân lên định dẫm nát đầu của người thanh niên kia, mặt mày lão già tái mét: "Rắn con, cậu dám làm vậy à?" Xoẹt, năm ngón tay lão ta nắm chặt, một thanh đao màu đen bỗng xuất hiện trong tay lão ta, rồi vung đao chém vào đầu Diệp Bắc Minh. "Đứng lại đó cho lão phu!" Diệp Bắc Minh làm ngơ nhưng không nghe thấy gì, kiếm càn khôn chấn nhục xuất hiện trong tay anh, kiếm quét ngang hóa giải đao khí ấp tới. Cùng lúc đó, chân nằm dẫm mặn xuống, đầu người thanh niên kia tan nát. Lão Diệp trừng mắt chết chân: "Không, đồ chó chết, sao cậu dám làm thế?" "Tiểu sư đệ!" Lạc Quân Thần ngỡ ngàng đầy khiếp sợ: "Cậu đáng chết, cả nhà cậu đều đáng chết, tất cả người trên đời này đều đáng chết hết." Lão Diệp trống to một cách cuồng loạn, đôi mắt xẻ nua đầy tơ máu: "Cái mạng tì tiện của các người kém xa một cọng tóc của cậu chủ nhà tôi, sao cũng dám giết cậu chủ hả?" Diệp Bắc Minh đá văng xác chết người thanh niên như đá bịch lởm tởm. Ầm, bỗng nhiên máu thịt trên người thanh niên bỗng bay ra, một cảnh tượng khó lòng tưởng tượng xuất hiện. Cặp cặp cặp, tiếng xương cốt di chuyển vang lên, hộp sọ vỡ nát bỗng bay về lại lần nữa ghép thành một. Ngay sau đó, một cái đầu nguyên vẹn không chút hư hỏng lại xuất hiện trên cổ người thanh niên đó. "Ôi, chuyện gì thế này?" Người trên quảng trường kinh hãi, bọn họ thấy người thanh niên từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng như máu, kẽ há mồm thở dốc, nhìn chằm chằm vào Diệp Minh. "Mày không học, mày dám giết tao à? Nếu Hàn Lương tao không có thế thần phù thì e rằng đã bị mày giết chết rồi." Hàn Lương sợ vỡ mật, gã lấy một miếng ngọc bài từ trong ngực ra, trên đó có khắc đủ loại ký hiệu này nọ, tiếc rằng đã vỡ vụn rồi. Diêu Bắc Minh bèn hỏi: "Thép nhỏ, thế thần phù là gì thế?" Thép Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên trả lời: "Có nhiều thứ cậu chưa từng gặp lắm, cấp bậc của thế giới Thán Vực cao hơn thế giới cao võ nhiều. Nói trắng ra, thế giới cao võ chẳng qua chỉ là một võ đạo mà thôi, còn những thế giới cao cấp hơn thì lại thiên về nghiên cứu phép tắc thế gian. Thế thần phù chỉ là một loại trong số đó mà thôi." Diệp Bắc Minh nhướng mày: "Nói như vậy chẳng phải không thể giết chết gã ư?" Thép Cảnh Khôn Thứ Nhục cười đáp: "Sai rồi." "Hả?" Diệp Bắc Minh khó hiểu. Thép Cảnh Khôn Thứ Nhục giải thích: "Sử dụng thế thần phù một lần sẽ khiến nguyên khí gã trọng thương, không tinh dưỡng vài ba năm thì không được. Nếu cậu giết gã hai lần thì gã đi đời là cái chắc." Hóa ra là vậy. Diệp Bắc Minh trầm ngâm gật đầu: "Vậy giết cá lần nữa thôi." Dứt lời, Diệp Bắc Minh lại bùng nổ, ăn thi triển ăn thuấn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lương. "Mày định làm gì tao?" Giọng Hàn Lương hơi khàn, kẽ hoảng loạn vùi về sau. "Lão Diệp, cứu tôi!" Lão Diệp hoảng hồn, nhanh chóng chém trường đao về phía Diệp Bắc Minh. Nháy mắt không khí đã bị lão ta cắt ngang. Thép Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở ăn: "Nhóc con mau né, không sẽ chết đấy." Diệp Bắc Minh chỉ đàn buông tha cho gã, rồi mau chóng lùi về sau, né tránh đao vừa tới kia. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất bị nổ thành một cái lỗ rộng cả trăm mét. Hàn Lương không may mắn bị làn khí đánh bay ra ngoài, chật vật ngã sóng xoài trên mặt đất. "Cậu chủ!" Lão Diệp bước tới, rót chân nguyên vào cơ thể Hàn Lương để ổn định vết thương cho gã. "Chết!" Nhưng mà Hàn Lương quay phát cho lão Diệp một cú tát đau đớn trên mặt. "Tôi bị làm sao thì sao hả? Đồ vô dụng nhà ông, không phát hiện tôi ở đây sao? Thế mà còn dùng đao khí chém xuống mặn bẹo nữa. Lẽ nào đến tôi mà cũng muốn giết hả? Mẹ kiếp, chết tiệt!" Tất cả mọi người sững sờ. Cảnh giới của lão Diệp là giới vương đấy, lão ta lại để một tên cảnh giới thần đế làm vẽ mặt ư? Mà điều khiến cha người ta khiếp sợ là lão Diệp quỳ xuống đất nhỏ nhẹ nói: "Cậu chủ, xin lỗi cậu." Hàn Lương phẫn nộ gào lên: "Giết, giết thằng răn đó cho tôi, rồi đánh từng gãy khúc xương của cậu ta cho tôi. Chặt đầu của cậu ta dâng lên cho tôi muốn đích thần dẫm nát đầu cậu ta." Lão Diệp cung kính trả lời: "Vâng ạ, thưa cậu chủ." Rồi lão ta chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt ác độc như rắn rết. Ngay sau đó, xoẹt,
Lão Diệp bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Lão ta chém mạnh trường đao xuống. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy kinh hãi. Tốc độ nhanh thật đó. Anh mau chóng dùng ẩn thuấn. Âm, âm. Tiếng nổ rung trời vọng vào tai từng người. Gần như xé rách màng nhĩ của bọn họ. Mà ánh mắt Lão Diệp hơi ngẩn ngơ. Trong trung tâm làn khói bụi mờ mịt kia là Diệp Bắc Minh. Bắt còn được lắm. Chắn được đòn này của Lão Phù Hòe. Xem ra không thể xem thường cậu được rồi. Diệp Bắc Minh biến sắc. Thép nhỏ. Tôi có thể bùng nổ giết lão ta ngay được không? Thép kẻ khôn xuống ngục nghĩ ngờ một lát rồi mới nói. Có thể giết lão ta ngay tức khắc, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Nghĩa là sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Thép kẻ khôn xuống ngục giải thích. Lão ta đang ở cảnh giới giới vương. Cho dù là tốc độ, lực lượng, phản ứng hay thủ đoạn đều hơn cậu gấp trăm lần. Cậu bùng nổ sức mạnh, tất nhiên là xả chân nguyên trên người ra. Cho dù là long mặt bổ sung thì cũng phải mất một lát rồi mới hồi phục được. Nếu một chiêu không giết chết được lão ta thì cậu sẽ là người chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tối tăm hơn. Nói như vậy, tôi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình giết chết lão ta ư? Thép cảnh khôn xuống một lát. Không phải, trong vòng 10 mét bổn thép phải giết lão ta. Nhưng lão ta rất cẩn thận, vừa tấn công vừa lùi lại. Rất khó tới gần lão ta trong vòng 10 mét. Mà qua 10 mét thì lão ta có cơ hội né chiêu. Vậy nên cậu chỉ có duy nhất một cơ hội giết chết lão ta. Diệp Bắc Minh bước lên. Để tôi thử xem, anh chủ động lao lên, cầm kiếm cảnh khôn chấn ngục tấn công về phía Lão Diệp. Hành động ấy đã dọa sợ người tu võ trên quảng trường Vân Tiêu Tông. Diệp Bắc Minh điên rồi à? Cảnh giới thần vương chủ động tấn công cảnh giới tới vương ư? Đây là đường cùng buộc người ta làm liều sao? Tim mọi người nhảy lên kinh hoàng, suýt nữa là cả lũ đã bị hù chết rồi. Lão Diệp vô cùng tức giận. Đồ khốn nạn, cậu đúng là gan to tài trời. Hôm nay Lão Phù sẽ cho cậu biết cái gì là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Lão ta vừa dứt lời, trường đao trong tay hạ xuống, đao khí quẩn quận như lốc xoáy lao tới, âm âm âm. Chúng chặn đường tất cả đường lui của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gào lên, phá cho tôi. Anh đồng thời khởi động Cửu U Thần Ma Quyết, Long Đế Quyết và Thiên Ma Cửu Biến. Mũi kiếm chấn ngục sắc nhọn, chém ra một con đường sống, anh thi triển ẩn thuấn. Nháy mắt, anh đã cắt chỉ hơn 10 mét Lão Diệp, anh vừa đi. Tới thêm vài bước nữa, Lão Diệp hừ nói. Đồ rác rưởi, tấn dụng kiếm đó giết Lão Phù à, mờ đi. Lão ta biết Diệp Bắc Minh muốn giết mình, thì chỉ có cắt sữa và thân kiếm mà Lão ta không biết kia thôi. Đương nhiên Lão ta sẽ không cho Diệp Bắc Minh cơ hội nào. Đồ bắt con, cút mau. Lão ta nắm chặt nắm đấm rồi tung ra một quyền. Diệp Bắc Minh đạp chân, luồng sức mạnh trên người bùng nổ. Gầm gừ. Bốn tiếng rồng gầm đồng than vang lên. Rồi hội tụ thành một, rồi nó vai thẳng vào một quyền kia. Không thể nào, mẹ ơi, long tức, khiếp, Diệp Bắc Minh cũng mở ra long tức ư. Hơn 10.000 người trên quảng trường Vân Tiêu Tông đều há đá. Bọn họ há hốc mồm hét to như thể gặp ma. Trước mắt bọn họ, cột sống Diệp Bắc Minh tỏa sáng rực rỡ vầng sáng mỏng xanh ngọc. Hình ảnh bốn con rồng hiện lên rồi phóng vút lên trời cao, hàng lưng suýt cắn đầu lưỡi. Cậu ta cũng mở được long tức ư, còn dung hợp tận bốn con rồng. Không thể nào. Gương mặt Lạc Quân Thần đỏ bừng, cơ thể nhẹ run. Tiểu sư đệ, cái mũi Lục Tuyết Kỳ hơi cay, nước mắt vươn đầy mặt. Đại lục chân võ được cứu rồi. Trong góc tối, Lạc Chấn Hùng bật thốt. Đây là long tức, cậu ta mở được long tức rồi. Người phụ nữ trung niên cân nhẹ, hít sâu rồi nói. Gia chủ, rốt cuộc tôi đã biết tại sao Quân Thần vừa ý cậu ta rồi. Tên này quá yêu nghiệt. Chân mày Lạc Chấn Hùng nhíu chặt. Cho dù cậu ta mở long tức, thì cũng không phải là đối thủ của Lão Diệp đâu nhỉ. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lát. Hay là nhờ Lão Tổ ra tay. Rồi người phụ nữ làm một động tác cắt cổ. Còn như bọn Hàn Lương chưa từng tới đây. Không được. Lạc Chấn Hùng hoảng sợ. Lỡ như bị điều tra ra, nhà họ Lạc sẽ... Rầm. Một tiếng nổ đánh gãy câu nói chưa dứt của Lạc Chấn Hùng. Thế là ông ta bèn quay đầu lại. Trước mắt ông ta, cả quảng trường bụi bay mù mịt. Thì Bắc Minh và Lão Diệp cùng bay ngược ra ngoài. Phụt. Lục phủ ngũ tạng của Diệp Bắc Minh như nát vụn, ăn phun máu tươi. Lão Diệp lại còn thê thảm hơn ăn nhiều, một tay đã nát bét. Ngực lão ta có một lỗ thủng to tướng đầm đìa máu tươi trông rất ghê rợn. Tất cả mọi người khiếp hãi. Cảnh giới thần vương trung kỳ, bất phân thắng bại với cảnh giới giới vương ư. Trời ơi, tên này nghịch thiên quá rồi phải không? Xét thần Diệp Bắc Minh ư. Trong ánh mắt bọn họ, đầy sự kinh hãi mà xưa nay chưa từng có. Diệp Bắc Minh quá nghịch thiên. Lão Diệp phun máu tươi, e dè nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc con, cậu rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc. Chắc lòng tức là át chủ bài của cậu nhỉ.
Không ngờ rằng chỉ thế là thế giới cao võ lại có thể sinh ra một người như cậu. Không hổ là con cháu của nhà họ Diệp tôi. Tiếc rằng đời này của các cậu quá vô dụng. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Ông nói gì? Ông có quan hệ gì với nhà họ Diệp hả? Một người sắp chết không cần biết nhiều vậy đâu. Cậu cứ xuống dưới hỏi tổ tiên Diệp Phái Thiền của mình đi. Lão Diệp hờ hững lê lết cơ thể trọng thương của mình lại chỗ Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, Lạc Quân Thần hét lên định tới. Quân Thần, Lạc Chấn Hùng xuất hiện ngăn cô ấy lại. Đứng đó, cơ thể Lạc Quân Thần hơi run nói, bố ơi, tiểu sư đệ bị trọng thương, có muốn đi cứu đệ ấy? Người phụ nữ trung niên bước tới liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh rồi thở dài nói, lục phủ ngũ tạng đã bị dập nát, mắt không cứu được nữa, thật đáng tiếc. Đừng đừng mà, Lạc Quân Thần giãy giụa kịch liệt nhưng không thể nào phản kháng. Lục Tích Kỳ cắn răng leo tới che chắn trước người Diệp Bắc Minh. Muốn giết tiểu sư đệ của tôi thì phải bước qua xác tôi đã. Lão Diệp vừa đi vừa cười, các người sắp chết rồi, phải để lão phu tiến các người một chặng đường quầy nhé. 30 mét, 20 mét. Diệp Bắc Minh tập trung cao độ, cầm chắc kiếm cảnh khôn chấn ngục chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. 15 mét, 10 mét. Ngay khi chỉ còn cách Diệp Bắc Minh 10 mét, lão Diệp dừng bước. Lão ta linh cảm nguy hiểm đang ập tới, lẽ nào thằng nhóc đó còn có sức giết mình ư? Bỗng nhiên giọng nói đầy phẫn nộ của Hàn Lương truyền tới. Lão Diệp, ông còn đang do dự cái gì đó? Lên đi, lên cho tôi mau, chặt đầu thằng chó ấy cho tôi phải dẫm nát cái đầu đó. Lão Diệp nhíu mày. Cậu chủ, tôi... Mẹ nó! Hàn Lương xả một tràng mắng chửi. Ông cái gì, ông hả? Ông còn đang do dự cái gì? Tôi trái lận cho ông bây giờ chặt đầu của cậu ta dâng lại cho tôi. Vâng ạ, thưa cậu chủ. Lão Diệp bất đắc dĩ, lòng thầm nghĩ. Mở ra lòng tức lại còn có được 4 con rồng. Đó đã là giới hạn của cậu ta rồi. Thế rồi lão ta bước lên, khoảng cách giữa lão ta với Diệp Bắc Minh 9 mét. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Hàn Lương rồi bảo, cảm ơn sự giúp đỡ của mày. Bỗng nhìn ăn hét to, thép cảnh khôn chấn ngục, giết lão ta cho tôi ngay. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh chợt ngưng tụ một luồng sức mạnh đầy tính hủy diệt. Mí mắt lão Diệp hơi giận, linh cảm nguy hiểm đang ập tới chỗ mình, đồng tử lão ta có lại, không ổn. Rồi lão ta xoay người bỏ chạy, tiếc rằng giờ chạy đã quá muộn rồi. Gầm gừ, một con huyết long leo ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh rồi nện xuống lưng của lão Diệp. Lão ta kêu thảm thiết, á, cơ thể già nua bị huyết long xé làm đôi, máu thịt của lão ta bay đầy trời. Ôi mẹ ơi, hàng trăm nghìn người thảng thốt đứng không vững, da đầu mọi người run lên sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài. Lão già cảnh giới tới phương kia chết rồi ư? Không thể nào, Diệp Bắc Minh làm cách nào thế? Huyết long là con huyết long kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người xôn xao bàn luận, nhưng trong giọng nói của bọn họ vẫn xen lẫn chút run rẩy. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số ánh mắt kinh hãi tập trung vào người Diệp Bắc Minh. Không thể nào, cậu ta làm cách gì chứ? Lạc Chính Hùng trừng to mắt như sắp rớt ra ngoài, cơ thể vợ ông ta hơn run, mặt mày trắng bật. Cho dù họ vô cùng kỳ vọng vào Diệp Bắc Minh thì cũng không ngờ Diệp Bắc Minh có thể giết cảnh giới giới vương. Tiểu sư đệ, Lạc Quân Thần nắm chặt nắm đấm. Lục Tích Kỳ nhìn sang, dán chặt mắt vào Diệp Bắc Minh, ánh mắt tràn đầy niềm hân hoan vui sướng. Lão Diệp, ông đang làm cái quái gì thế? Giọng Hàn Lương hơi run, kẻ không tin lão Diệp đã chết rồi. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra, kẻ kéo lên. Lão Diệp, ông đi ra cho tôi mau. Đi ra đi, mẹ kiếp, ông cút ra đây cho tôi. Giết thằng khốn đó, ông cút ra đây cho tôi. Mặc cho giọng của Hàn Lương vang vọng khắp quảng trường Vân Tiêu Tông, giọng nói hờ hững của Diệp Bắc Minh chuyển tới. Mày muốn tìm lão ta à? Để tao tiễn mày đi gặp lão ta nhé. Rồi anh bước tới, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hàn Lương, kiểm chấn ngục kể ngay ít hầu của gã. Luồng khí tức tử vong ập tới, Hàn Lương cực kỳ hoảng sợ. Mày dám giết? Nhưng mà, khi gã đối diện với Diệp Bắc Minh oai phong, lời uy hiếp không thể nào thốt ra khỏi miệng gã được. Thế là gã bèn sửa miệng. Cậu Diệp, mong cậu đừng... Diệp Bắc Minh không lằng nhằng mà thi triển luôn thuật xung hồn. Á, đừng mà! Hàn Lương chỉ cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, đôi mắt xen lẫn đầy tơ máu, gã lăn lộn điên cuồng trên mặt đất. Cậu Diệp, cậu xin cậu, mạn bạo xung hồn sẽ khiến đầu tôi nổ tung mất. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Thuật xung hồn của anh lại không thể chui vào đầu Hàn Lương được sao? Nếu mạnh mẽ xung hồn thì chẳng sẽ phải sẽ chiếm được cái gì hết, còn Hàn Lương cũng sẽ lăn đùng ra chết. Thép nhỏ, có chuyện gì thế? Thép cảnh khôn chấn ngục trả lời, đây là một thủ đoạn rất đặc biệt, một vài thế lực người tu võ hùng mạnh dùng để đảm bảo bí mật của chúng không thể bị lộ ra ngoài.
Bọn chúng sẽ hạ một loại cấm chết trong thần hồn của mỗi người. Một khi bị sưu hồn thì sẽ chết ngay. Diệp Bắc Minh lặn lùng nói. Tao hỏi mày vài vấn đề. Hàn Lương gật đầu như một con chó hèn mọn. Cậu Diệp, mời cậu nói ạ. Diệp Bắc Minh hỏi vấn đề đầu tiên. Thứ nhất là các người tới từ Thánh Vực ừ. Vâng ạ, Hàn Phương gật đầu lia liệm. Vừa nghe hai chữ Thánh Vực, mắt hơn 10.000 người tu võ đỏ mừng. Hệ thống võ đạo của Thánh Vực càng hoàn thiện hơn thế giới cao võ nhiều. Đó là nơi mà tất cả người tu võ nằm mơ cũng muốn đến. Người thanh niên này đến từ Thánh Vực sao? Diệp Bắc Minh bình tĩnh hỏi tiếp. Vấn đề thứ hai, người của Thánh Vực đến thế giới cao võ làm gì? Cơ thể Hàn Lương run lên. Diệp Bắc Minh chẳng có hứng uy hiếp gã, ăn vùng kiếm thẳng tay chém xuống. Phụt! Một cái đùi của Hàn Lương biến mất, gã đau đớn trên la. Tôi nói, chúng tôi đến đây để săn rồng. Lạc Chính Hùng và vợ liếc mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trung niên lắc đầu. Săn rồng ư, nghĩa là sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày. Hàn Lương ấp úng. Ngay sau đó, kiếm chấn lục chém xuống. Một cái đùi khác của Hàn Lương bị dập nát, gã đau đến ngất xỉu. Hàn Lương hoảng sợ kêu to. Săn rồng chính là đến những thế giới thấp hơn cướp lòng mặt ạ. Mày nói gì? Giọng điệu của Diệp Bắc Minh lặn xuống. Một luồng khí tức hệt như thần chết ập tới. Ba chữ cướp lòng mặt đã khiến anh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Anh Linh cảm rằng thế giới chân võ bị diệt vong có lẽ liên quan gì đó tới việc săn rồng. Sắc mặt Hàn Lương trắng bật. Đây là bí mật công khai của Thánh Vực. Một khi người của tu võ Thánh Vực mở ra long tức thì sẽ gắn lòng mặt vào trong cơ thể, nhờ đó thực lực của người tu võ sẽ tăng vọt. Thế nhưng số lượng lòng mặt lại có hạn. Một ngọn lửa tức giận hừng hực dâng lên trong lòng Diệp Bắc Minh. Vậy nên các người đến thế giới cao võ cướp bóc ư? Hàn Lương ngâm nhung miếng đáp. Đúng vậy, nhưng bình thường chúng tôi sẽ không hành động quá đáng. Xét ý trong mắt Diệp Bắc Minh bùng lên. Triệu năm về trước, lòng mặt của thế giới chân võ bị cướp có liên quan tới các người hay không? Hàn Lương sửng sốt, ngẩng đầu đối mặt với Diệp Bắc Minh, cơ thể gã run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống. Cách 1 triệu năm, Thánh Vực sẽ tiến hành một lần săn rồng với quy mô cực kỳ lớn. Bình thường sẽ có hạn chế này nọ, nhưng định kỳ triệu năm một lần săn rồng sẽ không có hạn chế nào hết. Chúng tôi sẽ đến những trang trại heo, á nhầm, thế giới thấp hơn săn rồng. Từ từ. Diệp Bắc Minh quát to. Mày nói trang trại heo có nghĩa là gì hả? Cậu Diệp tôi. Hàn Lương cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp trên người Diệp Bắc Minh. Nói. Người trẻ tuổi trong Thánh Vực cho rằng, những thế giới cấp thấp như thế giới cao võ của các người chính là trang trại heo cung cấp thịt cho chúng tôi. Cả người Hàn Lương run rẩy. Ở trong mắt chúng tôi, những người tu võ như các cậu chính là heo. Tất cả mọi người xôn xao. Trong tai hơn 10.000 người tu võ ở đây, những lời nói ấy như đạn hạt nhân đang nổ tung vậy. Trang trại heo ư? Tôi có nghe nhầm hay không? Mẹ kiếp, thế giới cả võ chúng ta. Còn mẹ nó, thằng rác rưởi kia, mày nói gì đó? Tất cả mọi người đều là dân tu võ. Nào có ai không ngông cuồng chứ? Vậy mà bây giờ đây, bọn họ lại bị người khác coi là heo. Đến cả sắc mặt của một vài lão già cao tuổi bình tĩnh đều trở nên cực kỳ xấu, trong mắt bùng lên cơn giận dữ. Một vài người tu võ tính tình tá bạo vén tay áo lên. Nếu bọn họ không e dè Diệp Bắc Minh thì đã sớm chạy tới làm thịt Hàn Lương rồi. Hàn Lương sợ phát khóc. Đây đâu phải là tôi nói chứ? Diệp Bắc Minh áp chế cơn tức giận trong lòng mình. Thế giới trần võ bị diệt vong, trăm long mặt bị cướp mất 99 con cũng là do các người làm sao? Con người của Hàn Lương co rút, vẻ mặt gã đầy hoảng sợ. Diệp Bắc Minh từ từ bước tới. Vì sao lão Diệp gọi ta là con cháu của nhà họ Diệp hả? Hơn nữa hai bọn ta có liên hệ gì? Anh hét to. Trả lời tao ngay. Hàn Lương sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục. Cậu Diệp, tôi cam đoan chuyện ở thế giới chân võ không liên quan gì tới nhà họ Hàn chúng tôi. Cậu đừng hỏi nữa. Nếu tôi khai hết thì không khác gì giết tôi cả. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Lẽ nào mày không biết rằng có đôi khi sống còn đau khổ hơn cả chết ư? Diệp Bắc Minh vung tay một cái, 13 cây kim châm đồng loạt đâm vào trong cơ thể Hàn Lương. Quỷ môn thập tam châm, ngân châm cứu người, kim châm đoạt mật. Á! Hàn Lương phát ra tiếng kêu như giết heo, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Trước mắt gã là một màu đỏ như máu xuất hiện ảo giác. Vô số lệ quỷ đàn úp về phía gã, đều là những người gã đã từng giết, cắn nuốt máu thịt của gã. Tha mẹ, đừng mà, cầu xin các người. Hàn Lương bị dọa đến phát điên, cầu xin tha thứ. Cậu Diệp, tôi nói tất cả cho cậu. Một giây sau, gã phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám xương máu giữa không trung. Một bóng người đỏ ngầu ngưng tụ thành hình. Người nào mà to gan như vậy, dám sưu hồn người nhà họ Hàn. Thời điểm nhìn thấy bóng người màu đỏ này,
Hàn Lương như thể nắm được rơm rạ cứu mẹ. Ông nội, mau cứu cháu, thằng chó đẻ này muốn giết cháu. Cậu ta là đời con cháu của Diệp Phái Thiên. Diệp Phái Thiên ư? Đôi mắt của bóng dáng người kia đọng lại, rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Không hề do dự, ánh sáng đỏ lóe lên, nghiền ép về phía Diệp Bắc Minh. Một kích này có thể so sánh với một đòn toàn lực của cảnh giới giới vương sơ kỳ. Chân nguyên của Diệp Bắc Minh còn chưa khôi phục, con người ăn khẽ co rụt lại, nhanh chóng lùi ra xa. Ầm, trong nháy mắt, quảng trường vân tiêu tông nổ tung, toàn bộ gạch lát hóa thành một phấn, người tu võ xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, người dưới cảnh giới thần vương bị nổ tung cả cơ thể, ào ào hóa thành từng đám xương máu. Phụt, Diệp Bắc Minh rơi tại nơi xa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ăn trở nên vô cùng trắng bật. Lục Tuyết Kỳ la to: "Tiểu sư đệ!" Lạc Minh Thẳng nôn nóng, dẫm một chân xuống, lao về phía Diệp Bắc Minh. Lạc Chấn Hùng trực tiếp ngăn cản cô ấy lại: "Đừng nên nhúng tay." Đôi mắt Lạc Minh Thẳng đỏ bừng: "Ông cho rằng tôi là ông sao? Hay giống như năm đó ông nhét tôi vào trong chiến trường Thái Cổ, ông có thể làm ra hành động vứt bỏ người thân, nhưng tôi không làm được. Tiểu sư đệ chính là tất cả của tôi." Lạc Chấn Hùng ngây người, khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. "Quân Thần bố, buông tay!" Lạc Quân Thần nổi giận gầm lên, chặn thoát Lạc Chấn Hùng tiến về phía Diệp Bắc Minh. Tập 194 của truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lên Nam xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Twitch Store để nhận những thông báo mới nhất nha.